Xin chào, chào các bạn đến với chạy bộ nào. Tuyển thủ quốc gia Hoàng Nguyên Thanh tự tin hướng đến huy chương vàng SEA Games 31. Sau khi vô địch tiền phong Marathon 2021, tuyển thủ quốc gia Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục tỏa sáng trên đường chạy 42 km tại giải Marathon quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Techcombank. Hoàng Nguyên Thanh cán đích đầu tiên trên đường chạy giải Marathon quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2021 với thời gian 2 giờ 32 phút 49 giây. Đây là thông số khá ấn tượng, bởi chỉ cách đây 2 tuần, vận động viên sinh năm 1995 cũng vừa về nhất cự ly 42 km tại tiền phong Marathon 2021 diễn ra ở Pleiku, Gia Lai. Đáng nói, thi đấu trong điều kiện nắng nóng, các con dốc chập trùng ở Pleiku, nhưng Thanh vẫn lập kỷ lục cá nhân với thành tích 2 giờ 26 phút 56 giây. Bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở giải chạy lâu đời nhất Việt Nam. Đường chạy của giải đẹp với thử thách lớn nhất là nắng nóng. 2 giờ 32 phút 49 giây chưa phải thành tích tốt nhất, nhưng tôi hài lòng với kết quả này, nhất là sau khi đã mất nhiều sức trong cuộc đua vô địch tại tiền phong Marathon 2021, Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ với tiền phong hôm qua. Sinh ra tại Bình Phước, Hoàng Nguyên Thanh từ nhỏ đã bộc lộ tố chất thể thao. Từ hồi cấp 2, Thanh luôn đạt thành tích cao khi tham gia các hoạt động thể thao của trường, nhất là môn điền kinh. Sau đó, Thanh được cử đi thi hội khỏe phù đồng cấp huyện rồi cấp tỉnh và đoạt nhiều giải thưởng. Những thành tích ấn tượng đó giúp Thanh được gọi vào tuyển điền kinh Bình Phước và nhanh chóng trở thành niềm tự hào của thể thao tỉnh nhà. Vận động viên sinh năm 1995 có 6 lần liên tiếp đăng quang giải vô địch quốc gia Việt giã leo núi chinh phục đỉnh cao Ba Giá sân nhà kể từ năm 2014, cùng thành tích ở nhiều giải đấu khác. Ở đấu trường khu vực, Thanh từng mang về cho Việt Nam tấm huy chương đồng marathon lịch sử 2 giờ 37 phút 10 giây tại SEA Games 2015 tổ chức ở Singapore sau 12 năm trắng tay. Khi vượt qua được áp lực tâm lý của bản thân để đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình, tôi không cho phép bản thân lùi bước hay vấp ngã thêm bất cứ một lần nào nữa. Thông qua môn thể thao, tôi đã tập được cho mình tính kiên trì và kỷ luật bản thân. Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh. Dù vậy, con đường thể thao của Hoàng Nguyên Thanh không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Chấn thương, áp lực tâm lý đè nặng từng làm gián đoạn sự nghiệp của vận động viên sinh năm 1995 trong khoảng thời gian 2 năm, 2017 đến 2019. Rồi sau đó, tinh thần và ý chí thép cùng niềm đam mê mãnh liệt với điền kinh đã tiếp thêm cho Thanh sức mạnh để trở lại mạnh mẽ hơn. Để có được thành công tiếp nối khoảng thời gian gần đây, Thanh đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và sự khổ luyện trên đường chạy. Đều đặn mỗi ngày, Thanh thức dậy lúc 4 giờ và bắt đầu tập luyện theo giáo án. Cùng với đó là tuân thủ chế độ ăn uống, dinh dưỡng nghiêm ngặt. Đối với tôi, thành công không phải là đích đến, mà là cả hành trình. Trên hành trình ấy đã có những áp lực, những giọt nước mắt và mồ hôi đầm đìa. Có những lúc muốn bỏ cuộc nhưng rồi vực dậy mạnh mẽ hơn. Khi vượt qua được áp lực tâm lý của bản thân để đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình, tôi không cho phép bản thân lùi bước hay vấp ngã thêm bất cứ một lần nào nữa. Thông qua môn thể thao này, tôi đã tập được cho mình tính kiên trì và kỷ luật bản thân. Cuộc sống này như một đường chạy marathon, khi bạn thành công trên đường chạy thì sẽ thành công trong cuộc sống, Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ. Phong độ ổn định với chuỗi thành tích tốt, Hoàng Nguyên Thanh đang là niềm hy vọng lớn cho tấm huy chương vàng marathon tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm. Thành tích 2 giờ 26 phút 56 tốt nhất của Thanh tại tiền phong marathon 2021 đã tiệm cận với thành tích giành huy chương vàng SEA Games 30 của vận động viên người Indonesia Frezo Goagut là 2 giờ 26 phút. Tại giải đấu vào cuối năm, Thanh bày tỏ hy vọng sẽ tranh chấp top 3, nhưng chắc chắn vận động viên sinh năm 1995 đang hướng đến tấm huy chương vàng khi đặt mục tiêu hoàn thành quãng đường 42,195 km. Trận đấu SEA Games Hồng Lệ trở lại với ngôi vô địch cự ly này của nữ. Thời tiết thì cũng khá là đẹp nhưng mà cung đường khá là nhiều dốc, cho nên là vận động viên chạy đây là một cái khó khăn và một bất lợi đối với vận động viên. Cho nên là đối với giải này em hết sức là cẩn trọng. Hôm nay em tham gia cự ly marathon và hiện tại em đang là đương kim vô địch marathon. Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho các lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của tỉnh Gia Lai với sự tham dự của 1.000 người. Tôi có thể nói đến giờ phút này, giải đấu đặc biệt thành công. Quy mô nó đạt đến cái sự độ lớn chưa từng có trong lịch sử của giải đấu. Cái điều đặc biệt của nó, đây là một giải vô địch quốc gia, nhưng bên cạnh các vận động viên đỉnh cao thì có một cái số lượng rất là lớn vận động viên, những người yêu thích môn chạy, những điện viên gọi là không chuyên từ khắp đất nước. Theo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là tập hợp gần như toàn bộ các gương mặt của đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam và những lực lượng vận động viên tuyển mạnh nhất của các tỉnh thành mà có truyền thống về
biệt kích, đặc biệt là về marathon và cự ly dài. Sau Gia Lai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương tiếp theo đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo tiền phong.